Hello, xin chào các bạn. Thì ở trong video này thì Thạch sẽ giải thích các bạn là tại sao Thạch lại uh, uh, chốt ETH ở cái vùng 18 4x 185x. Uh, lúc đấy là khi mà Bitcoin nó lên cái vùng đấy thì rất nhiều người sẽ sợ uh, FOMO nhảy vào để mua Chỉ vì sợ mất cơ hội không vào Bitcoin những cái nhịp mà khoảng tầm 25k, 26k, 27k. Nhưng mà Thạch lại chốt Ờ uh, ở vùng đấy Thực ra là uh, Bitcoin cũng chưa giảm đâu Bitcoin đi ngang Cái giá cao nhất của của, của Bitcoin là trên 35k đúng không Trên 35 k một chút Nhưng mà ETH này uh, Các bạn nhìn ở trên cái khung thời gian là mười uh, 12 giờ ấy cái khung thời gian 12 giờ thì thực ra là ETH cũng chưa bị gãy cản đâu nhá. Nếu mà ngày hôm qua ấy, đây là cái cây nến nó tạo ra một cây nến rút trợ rút dâu này. Đấy thì cũng chưa bị gãy cản đâu. Nhưng ngày hôm nay thì ETS nó lại về vùng 178X Đó Thì uh, thạch chốt đúng ở cái vùng 184X à, Đó Ờ uh, Phải mua ở vùng 156X Thì tại sao lại thạch chốt ở cái vùng đấy Nếu mà để uh, tìm được những cái tín hiệu sớm ấy Thì anh chị em phải vào những không thời gian nhỏ hơn Dụ như không thời gian 3 giờ này Không thời gian 3 giờ nhá Thì khi mà ở đây các bạn quan tâm đến cái giá đóng cửa ấy, Ở đây là cái vùng giá đóng cửa là 1 tám 4x này. Đây cũng giá đóng cửa là 18 44 này. Thì hai cái mức giá này bằng nhau. Nhưng anh chị em để ý ở đây là MACD này. MACD nó tạo ra một cái tín hiệu phân kỳ giảm ở cái 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 đỉnh histogram đây này, nó giảm đúng không? Thì điều đó có nghĩa rằng là giá tăng nhưng mà phân kỳ giảm đồng với cả cái việc mà cái xu hướng tăng ấy nó đang có xuống đi đi xuống. Đấy, ở xu hướng tăng nó đang có xuống đi xuống cái chỉ số ADX nó đang có xu hướng đi xuống à, chính vì vậy nó không không tốt cho thị trường à, không tốt cho cái việc mà ETH có thể tăng tiếp Đó lý do tại sao mà thạch phải đưa ra quyết định là chốt lời uh, ETH ở vùng một tám bốn x một tám năm x không chốt được đỉnh đâu nha các bạn nhé không chốt ở vùng một tám sáu x đâu mà thạch chốt uh, ở quanh quanh cái vùng chính xác là thầy chốt một tám bốn năm ở khúc này thạch chốt ở một tám hai năm đấy thầy không, không không chốt được một tám đấy không cũng như ở chỗ này này mua thì cũng không mua được ở vùng một tám một năm hai x đâu mà thầy mua ở vùng một năm sáu mươi đấy thì cũng nói chung là cũng thành công rồi uh, mua ở cái vị thế cũng ok và bán ở cái vị thế cũng ok đúng không nếu hôm qua thầy không chốt thì mỗi eth thì nó sẽ đang bị chỉnh độ khoảng tầm sáu sáu mấy bảy uh, chục đô một một e đúng không? Thì nó cũng cũng tiếc đúng không? Ok thì thầy sẽ đợi những cái tín hiệu mà nó đảo chiều ấy để mình có thể là mua lại nhưng mà đó thầy cũng giải thích anh chị em là tại sao mình lại đưa ra quyết định là chốt lời eth ở vùng 184x 185x